Dạ, xin chào cả cô anh chị mình quay trở lại kênh ha. Thì đầu tiên là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Thì trong hôm nay thì cũng tiếp tục lên hàng mã giống nha anh chị, cũng bậy thôi, cũng mấy cái hàng Sài Gòn, Bình Lợi, Nhị Ngọc Toàn, rồi Nhị Ngọc Toàn lá cẩm thạch, Phú Tân đồ linh tinh ha. Có hàng Tết, hàng của anh chị mình lấy bo đủ loại cho anh chị mình lựa chọn luôn nha. Thì đầu tiên là con lên mấy cái combo mã số 11 đi. Combo 11 thì là gồm 3 cây. Để dàn hàng cho cô anh chị mình xem. Thì bên đây là một cây nhiều ngọc toàn, ở đây là một cây siêu bông Sài Gòn quá trời bo ha, cây cao nha, nói chung là củ đế nó cũng to các anh chị, để các anh chị mình thấy ha. Cái chột của nó thì nhỏ hơn cái nè, gốc bự không nha các anh chị, chứ không có lựa hàng nhỏ cho anh chị mình đâu. Hàng cây xanh tốt xum xuê hết, cây thì cao, nó chừng khoảng mấy cây này cao chừng 4-5 tấc chứ không ít đâu ha. Và một cái bình lợi 3 cây dạng 190 bao ship của anh chị mình luôn rồi nè. Qua tiếp mã 12 này thì con lên một cây giảo cánh tròn cái mơn ha, giảo cánh tròn cái mơn cũng xum xê vậy nè các anh chị, cây thì gốc cũng to nha chứ không có gốc nhỏ nha, mấy lô này con không có gốc nhỏ. Với một cây bình lợi ha, đây là một cây số bông bình lợi cũng tàn nhánh thì xum xê. Về các anh chị mình cắt bo xong, với mình cắt tới đây nè, xong mình sửa gọn gọn mình vô cái chậu nhỏ nhỏ, Tết thì mình cũng để có vài bông chứ không đĩa được nha. Và cây thứ ba là một cây cúc dạng phúc ha, cúc dạng phúc ghép gốc tứ quý nha các anh chị. Đây, đủ thứ loại cho anh chị mình luôn. Mấy cái này con ít nên lâu lâu lên combo thôi nha, còn sót một hai cây nên con mới lên thôi. Là mã combo 12 là một giảo cánh tròn, một cúc dạng phúc ghép gốc tứ quý và một siêu bông bình lợi nha. Mấy cái này con ít cây nên cái này lâu lâu con mới lên nha, còn sót thì con lên thôi. Đây cũng trăm chín luôn. Qua tiếp tục 13 này là một cây nhị ngọc toàn nè, củ chà bá bự hơn cái con này ha, cái củ thì nó to hơn chứ cái chột nhỏ hơn nha các anh chị. Bên đây là một cây bình lợi nè, cây bình lợi này cũng củ chà bá lửa luôn, đây cũng bự chạng ngón tay cái chứ không nhỏ nha các anh chị. Đây mình thấy ha, nó bự chạng nha, cao là khoảng chừng 5 tấc nha các anh chị, rất là cao. Bo thì nó dày, nó già, nó mập nè các anh chị. Này thì các anh chị mình ghép mấy cây gốc tứ quý ha, bự là vô tư rồi. Và bên đây nữa là một cây gốc tứ quý. Gốc tứ quý này con ghép là giống cúc tam sắc nha, gốc cúc tam sắc. Để mà có anh chị mình có cần xem mặt hoa này thì ép Zalo rồi con gửi mẫu cho anh chị mình xem video trực tiếp luôn nha, chứ không phải của vườn nha, chứ không phải đi chụp hình của người ta, nên thường thường là con lên trực tiếp tại vườn không à. Đây, cái này là cúc tam sắc nha, sáng màu cam á, sáng màu cam, chiều thì nó chuyển ra sọc trắng nha. Nhưng mà cái loại này sọc trắng nó chuyển không có mạnh bằng cái của thằng giảo nha anh chị. Giảo tam sắc thì nó chuyển trắng mình thấy rõ là hết cánh luôn, còn này thì nó chuyển khoảng chừng 30 cho tới khoảng 60% của cái lớp cánh nè. Đây là cúc tam sắc nhị ngọc toàn và bình lợi 3 cây, cũng 190 bao ship của anh chị mình luôn, nhưng mà này gốc tứ quý nha các anh chị, gốc tứ quý cúc tam sắc ha. Và qua 14 này thì con lên một cây nhị ngọc toàn lá cẩm thạch cho anh chị mình thấy nè, gốc nó to nè ha, ghép hai bo tàn nhánh thì nó xum xê cho anh chị mình thấy đây ha. Đó, củ đế lớn nha anh chị chứ không phải nhỏ đâu, đo thử cái chiều hoành cho anh chị mình xem thôi. Tại này là con vô trong một cái chậu, con ép vô chậu nhỏ nha chứ con không có lên cái chậu lớn á, nên cô anh chị mình thấy cái cây nó nhỏ thôi, chứ hoành nó khoảng 7,5 nè ha, hoành 7,5, chiều cao 35, cây này 180 bao ship của anh chị mình luôn ha, nhị ngọc toàn lá cẩm thạch. Qua tiếp nữa là một cây giảo Phú Tân, cây giảo Phú Tân này là 4 mùa nha cô anh chị, 4 mùa, nhìn cái củ nó chà bá lửa ha, đây, củ nó bự, cây cứng cáp rất là bự luôn nha cô anh chị. Đo thử cái thông số của anh chị mình xem nha, cây này thì cái gốc nhớt nha các anh chị, gốc nhớt chứ không phải ấy đâu. Cái này là cái chột, ngay chỗ này cái ngấn là cái ghép nữa nè, ở đây là cái chột của cái cây nữa nè. Cái hoành của cái gốc thường của nó thôi á là nó khoảng gần 8 nè các anh chị, gốc nhớt nhưng mà nó rất là bự nha, tại vì cây nó già, mùa nó cứng lắm rồi ha. Củ thì nó cũng khoảng được 14 nè, chiều cao 35 nè, tán ngang khoảng 30 nè. Một cây 4 mùa giảo Phú Tân, cây này 180 bao ship ha, 180 bao ship giảo Phú Tân. Tiếp tục nữa là một cây bình lợi 11, 12, 13, 14, 15 và 16 ha.
16, một cây bình lợi quấn lò xo cũng gốc nhớt luôn. Nó khác hồi nãy nha cô anh chị. Cây hồi nãy là con ghép hồi từ cái gốc nó nhỏ rồi ghép vô để 4 năm thì nó liền cốt, còn cái này thì con cái gốc dặm đất 6 năm. Nhưng mà ghép mới ghép đây nha cô anh chị. Nó khác ha. Cây này thì hoành nó không to đâu, hoành nó vừa vừa thôi. Cái củ nó to cô anh chị, hoành 7 ha. Chiều cao 43 45 vậy đó. 45 nha cô anh chị, 45. Củ đế thì quấn lò xo rất là bự nha cô anh chị, bự hơn cái ngón tay cái nữa ha. Cái lò xo của nó đó. Rồi, cây này 200k bao ship của anh chị mình luôn ha. Một cây siêu bông mình lợi để quấn lò xo. Thì có nhiều loại khác nữa nha anh chị. Ví dụ mà như ngọc toàn lá cẩm thạch thì có cây chừng 150 nữa nha, chứ không phải là cây chừng 170, 180 không. Thì tùy theo của anh chị mình lựa chọn, lấy bo rẻ rẻ tiền vẫn có cho anh chị mình về mình chơi luôn ha. Dạ, kế tiếp là combo mã số 17 là con cây lên cây mai quắn, mai xoắn đó cô anh chị. Cây này cao nè, nói chung là củ đế thì nó cũng đẹp được nè. Cây rất là cao, rất là bự luôn nha. Chứ không phải cây nhỏ đâu, tại con dựng ngọn á. Cây này chiều cao là 5, để coi, 5 tấc 3, 5 tấc 4, dễ tính 5 tấc đi ha. Dạo xoắn ha. Thì cô anh chị mình không thích nó cao vậy, cô anh chị mình có thể lả nó, tháo dây mấy này nè, con đang vô dây cố định nè, chứ để nó cao quá nó gãy á, thì cô anh chị mình có thể thả nó xuống ha. Bên đây là một cái giỏ đồng tiền ha, giỏ đồng tiền ghép hai bo đấy. Cặp này 200 bao ship của anh chị mình luôn, một giỏ đồng tiền và một giỏ sắn nha cô anh chị. Bông thì giỏ đồng tiền lọc đỏ nha, lọc đỏ lá bầu cũng khá là đẹp. Qua tiếp tục nữa là một cái bình lợi. Cái bình lợi này thì ế nè, chuẩn bị vô phân, không gạt con thai chắc trồng đó con chị, chưa có thai kịp nha. Cây này thì ghép ba bo chột mập, đế thì nó cũng được, về cắt đôn ra thì nhìn cái cây nó sẽ được hơn nha. Tại mấy cây này cũ cũ thì con xả hàng thôi. Cây này hoành 8 ha, hoành 8, chiều cao là khoảng 45. Cây này bán của anh chị mình 190 ha, 190 bao ship, một cây ghép 3 bo nha anh chị. Nhấn mấy cái ngọn ở ngoài này nè thì cho nó phơm nó tròn lại, mấy cái ngọn này mình cũng nhấn lại nha các anh chị cho nó tròn cây lại ha. 190.000 bao ship ha, 190.000 bao ship của anh chị mình luôn một cây bình lợi nha. Qua tiếp tục. Đây, mã số 19 nha các anh chị, 19 ha. Hồi nãy là cây bình lợi mã số 18, cây này mã số 19. Cây này thì đế đẹp nha. Cây này là một nhánh bo Sài Gòn và một nhánh bo Cẩm Thạch nha. Cây này gốc to hơn cái cây hôm qua rất là nhiều nha quý anh chị. Đây, gốc to lớn ha. Đây, lên của anh chị mình xem. Mần cỏ ra nhìn sáng sáng cây hơn chút xíu. Cây này hoành thì 10 nha quý anh chị. Cây này hoành 10, chiều cao 30, tán ngang cũng 30 luôn. Đấy, cây này 220k bao ship của anh chị mình luôn, một cây ghép hai giống ha, một giống Sài Gòn và một giống Cẩm Thạch, hai nhánh hai bo. Đế nó cũng đẹp nha của anh chị, đế nó cũng nơm nơm đẹp nha, 220 bao ship ha. Qua mã cuối cùng. Mã cuối cùng là một cây thanh mai ha. Cây thanh mai này bông nó xanh nha cô anh chị, bông xanh nhuyễn nhỏ ha, chứ nó bông nó to đâu, nhưng mà bông có duyên lắm, giống như là cái cúc hai tầng mà Quỳnh Tấn Phát vậy đó, giống giống loại nha cô anh chị. Các anh chị mình thay xem ha, cây này hoành nó cũng to luôn nha. Rồi lên thông số của anh chị mình xem luôn. Cái này thì hoành nó 10, nó hơn 10 nha chị. Cây kia hoành 10 thôi, cây này hoành hơn 10. Cao 51 ha. Cao 51. Cây thanh mai mã số cuối cùng, mã số 20 ha con chị. Thì cây này thì giá là cũng 220 bao ship của anh chị mình luôn ha. Nói chung là còn cây ít ít thì lên xã của anh chị mình luôn ha, dễ dễ chơi. Và ngoài cái đó thì cái gì mà còn dạng phúc đại lộc bình lợi nhỏ nhỏ, loại cặp 200 ba cây 290 gì nó vẫn còn nha con chị. Còn cây lớn thì tùy theo, nếu mà cây gốc đế đẹp thì giá nó sẽ chừng 500, 550, 600 gì đó. Còn mà nhỏ hơn thì có thể là chừng 400, 450, tùy theo của anh chị mình lựa chọn nha.
Rồi thì video thì của anh chị con lên cũng chừng 10 mã số hôm nay gì đó, hoặc là có những cái loại khác của anh chị mình thích loại nào thì mình có thể là liên hệ đặt hàng qua số máy là 0963 210 936, gọi nhắn tin đều được ha. Cái nữa mình lướt ngang kênh thì cho con xin lượt like, lượt đăng ký kênh, kênh phát triển hơn, còn có những đóng góp ý kiến khác hoặc là tìm giống em mới gì đó. À, có thể là mình comment qua cái YouTube của con ở dưới ha, hoặc là mình có thể là nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con dùng cũng được, hoặc là gọi trực tiếp đều được ha con anh chị. À, cái nữa là của anh chị mình nhớ là nhấn vào chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cuối cùng là chúc anh chị mình buổi sáng nhiều sức khỏe, em lại của anh chị trong cái video sau nha, xin chào ạ.